Liên quan đến quá trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung, hôm nay tờ Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đang cân nhắc hủy các cuộc đàm phán với Mỹ trong tuần này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. WSJ dẫn các nguồn tin cho hay, mặc dù Bắc Kinh tuyên bố có thể sẽ hủy bỏ đàm phán, song quyết định này sẽ phụ thuộc vào việc liệu Phó Thủ tướng Trung Quốc Liêu Hạc có tới Washington vào ngày 8 tháng 5 như kế hoạch hay không. Và trong động thái mới nhất, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu, ông Hu Xijin thông báo trên Twitter rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không tới Mỹ trong tuần này.